bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của VN Review. Cuộc chạy đua vũ trang trên những chiếc smartphone Android chưa bao giờ có hồi kết. Khi mà một hãng chạm tới cột mốc mới, những hãng khác sẽ tìm cách để có thể bắt kịp và thậm chí đôi khi là còn vượt qua nữa. Đến năm 2020, cuộc chạy đua cấu hình trên những chiếc điện thoại Android sẽ trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Những con số khủng bố sẽ liên tiếp được ra mắt nhằm gây ấn tượng đối với khách hàng. Thậm chí có những con số còn chạm tới ngưỡng của những thiết bị chuyên dụng. Và ngày hôm nay thì Linh sẽ chia sẻ đến cho các bạn 5 thông số trên những chiếc smartphone Android đang dần sánh ngang với những thiết bị chuyên dụng. Và đầu tiên đó chính là về tần số quét màn hình. Từ tận 4 năm về trước, Sharp đã đi trước thời đại với hai mẫu Aquos Compact SH02H và Aquos Zeta SH01H bán độc quyền cho nhà mạng NTT Docomo tại Nhật Bản. Nhưng ai từng chơi kê tai, điện thoại nội địa Nhật Bản sẽ đều biết hết. Và Sharp không chỉ là người tiên phong về tối ưu viền màn hình mà còn cả tần số quét 120Hz trên điện thoại. Điều khiến Sharp ít được biết tới là họ không bán rộng rãi ra bên ngoài quê nhà. Hơn nữa, tại thời điểm cách đây 4 năm thì màn hình tần số quét cao còn thiếu tính ứng dụng, hệ điều hành Android chưa hỗ trợ đầy đủ, dẫn đến thành tựu công nghệ của Sharp bị nhiều người lãng quên. Phải nói đến bây giờ, làn sóng gaming phone nổi lên, người ta mới tìm tần số quét cao như một công nghệ cần thiết. Razer nổ phát súng đầu tiên với mẫu Razer Phone năm 2017, trang bị màn hình IGZO LCD từ Sharp có tần số quét 120Hz. Và như các bạn thấy đấy, thì bây giờ những chiếc smartphone đến từ Google, Xiaomi, OnePlus, Oppo hay Asus đang biến những chiếc màn hình có tần số quét cao từ 90Hz cho đến 120Hz thành thứ mà nhiều người thèm khát. Sharp thậm chí đã ra mắt mẫu Aquos 02 có màn hình 240Hz vào tháng 9 năm 2019. Tin đồn cho biết Samsung cũng sắp tung dòng flagship Galaxy S20 hỗ trợ tần số quét 120Hz. Không nghi ngờ gì nữa, năm 2020 chắc chắn sẽ là một cuộc đua về tần số quét màn hình. Trong khi đó, màn hình máy tính chuyên gaming từ lâu đã cung cấp tần số quét cao từ 75Hz cho đến 144Hz, đem đến trải nghiệm chơi game tuyệt vời hơn loại 60Hz thông thường. Như vậy là chỉ trong năm 2020, rất nhiều smartphone trên thị trường sẽ có tần số quét sánh ngang với các mẫu màn hình gaming, không chỉ giúp việc chơi game trở nên mượt mà hơn, ngay cả thao tác hàng ngày cũng trở nên mau lẹ. Nhiều người dùng cho biết, một khi đã dùng quen thì các bạn sẽ không muốn quay về loại 60Hz thông thường nữa. Thông số ấn tượng tiếp theo mà chúng ta phải kể đến đó chính là độ phân giải camera. Trước đây, Nokia từng tung ra vài mẫu như 808 PoolView, Lumia 1020 từ tận những năm 2012-2013 có camera lên đến 41MP, hay là dòng Sony Xperia cũng có camera 23MP từ Z1 năm 2013 cho tới Z5 2015. Phần còn lại hầu như trung thành với con số 12MP hoặc 16MP. Tuy nhiên, kể từ sau mẫu Huawei P20 Pro có camera 40MP với cảm biến Sony IMX600, dường như các hãng lại nóng lòng đưa cuộc đua số megapixel trở lại trên smartphone. Điểm bùng nổ nằm ở chính Sony và Samsung, hai hãng cảm biến hình ảnh lớn nhất thế giới. Tháng 7 năm 2018, Sony tung ra mẫu IMX586 với độ phân giải 48MP sử dụng công nghệ gộp điểm ảnh. Đây chính là sản phẩm đã tạo nên cuộc cách mạng megapixel mà các hãng điện thoại mong muốn. Hàng loạt smartphone trong năm 2019 đã áp dụng cảm biến này, đưa 48MP trở thành con số phổ biến trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Về phần Samsung, để lỡ mất cơ hội định hình cuộc chơi vào tay Sony, nhưng công ty Hàn Quốc đã âm thầm chuẩn bị phản công. Tháng 8 năm 2019, Samsung ra mắt ISOCELL HMX108MP, cảm biến đầu tiên dành cho smartphone, vượt qua mốc 100MP. Sau đó, Xiaomi là hãng tung ra điện thoại đầu tiên dùng cảm biến này. Tuy nhiên, sản phẩm dẫn đầu công nghệ của Samsung và Xiaomi lại vấp phải sự hoài nghi của giới công nghệ. Rất nhiều người hoài nghi, cho rằng dư thừa đối với smartphone. Điển hình so với các thiết bị nhiếp ảnh của Sony cũng ra mắt trong năm 2019, đó là mẫu mirrorless Alpha A7R4 với cảm biến full frame 61MP, trước đó là ống kính FE 135mm f1.8gm. Phía chuyên gia cho rằng cảm biến di động quá nhỏ, 108MP chẳng có nghĩa gì khi cảm biến máy ảnh full frame mới đạt 61MP. Hệ thống quang học cũng không thể tốt như ống SEL 135F1.8gm vốn có thể đáp ứng độ phân giải tới 90MP. Họ tin rằng với smartphone, chỉ cần camera 12MP là quá đủ rồi. Tính đến hết năm 2019, hầu hết những chiếc smartphone chủ yếu dừng lại ở mức 4K và tốc độ là 30 frame hoặc là 60 frame có HDR. Và một số hãng cũng đã tuyên bố rằng sẽ nhanh chóng đưa ra những mẫu có khả năng quay được 8K, tuy nhiên đã chìm xuống ngay sau đó.
Tuy nhiên, tin rò rỉ cho biết sắp tới, Samsung sẽ tung ra dòng Galaxy 20 với khả năng quay video 8K, không rõ cả 3 phiên bản hay chỉ ở phiên bản Ultra xịn nhất. Việc này chắc chắn sẽ lại thổi bùng lên tranh cãi không kém gì chụp ảnh 108MP trên smartphone có cần thiết hay không. Ngay cả với các máy quay phim chuyên nghiệp, quay 8K cũng không phổ biến. Ví dụ như là Red Monstro 8K VV 54.500 USD hay là Red Helium 8K S35 giá 24.500 USD là những máy hiếm hoi hiện nay hỗ trợ quay 8K. Ngay cả một số phim bom tấn như Avatar phần 2 khởi chiếu năm 2021, Top Gun Maverick 2020 cũng đều đang quay bằng máy Sony Sinancha V9 6K. Hoặc với dòng máy quay vác vai chuyên làm phóng sự, bản tin, phim quảng cáo ngắn, video ca nhạc, XD-Cam FS7 của Sony, độ phân giải video tối đa cũng chỉ dừng ở 4K. Đây là máy quay Super 35 bán chạy nhất trong lịch sử, rất được giới quay phim tín nhiệm. Trên thị trường, loại phổ thông rất ít trang bị quay 8K. Những loại như Sony Alpha A7S2 2015 hay Panasonic GH5 2017 vẫn đang dừng ở 4K. Chưa rõ Samsung có thực sự mang đến khả năng quay 8K trên điện thoại mới hay không, nhưng nếu là thật thì nó sẽ được nhiều người đặt dấu hỏi về tính thực tiễn. Thông số tiếp theo phải kể đến đó chính là về dung lượng RAM. Đây chắc chắn sẽ là vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất khi mà một số người còn không biết máy mình chứa bao nhiêu GB RAM. Một số những người biết thì lại chia ra làm hai trường phái. Trường phái thứ nhất thì luôn là thừa còn hơn thiếu, luôn ưa chuộng những máy có mức RAM cao. Một số khác lại nói ngược lại, khi mà những chiếc smartphone thông thường để đủ dùng hàng ngày thôi thì chúng ta sẽ chỉ cần trang bị từ 4 cho tới 6GB RAM. Còn khi mà chơi game đồ họa nặng thì mới cần những chiếc smartphone trang bị 8GB RAM trở lên. Hiện tại, hầu như mức RAM phổ biến đang dừng ở 4GB hoặc 6GB, ngay cả các máy dưới 6 triệu đồng cũng có lượng RAM dồi dào. Nhưng với việc chạy đua vũ trang không ngừng nghỉ, dung lượng RAM đang được đẩy lên 12GB. Lenovo nổ phát súng đầu tiên với Z5 Pro GT cuối 2018 với RAM là 12GB, sau đó là Samsung OnePlus, Xiaomi, Asus đều áp dụng trang bị này lên máy cao cấp nhất của mình. Không khó hiểu nếu trong 2020, 12GB RAM trở thành tiêu chuẩn của các máy cao cấp. Và cũng như trường hợp của ba thông số ở trên, mức RAM của smartphone Android đang trở nên ngang hoặc vượt máy tính. Rất nhiều laptop được bán ra với 8GB RAM cài đặt sẵn, hay nhiều người vẫn còn đang dùng máy bàn chỉ có 4GB RAM. Và trong khi smartphone đã tiến đến 12GB, chỉ số ít người mới nâng cấp máy tính lên mức 16GB. Mới đây lại xuất hiện tin đồn về smartphone 16GB RAM sắp ra mắt, có nghĩa là khi 12GB còn đang thành chuẩn, các hãng Android đã nhâm nhe đẩy RAM lên cao hơn nữa. RAM nhiều để làm gì? Cùng với RAM, một thông số nữa trên smartphone cũng đang dần sánh ngang những món đồ chuyên dụng, đó chính là về bộ nhớ lưu trữ. Máy tính thường hay bán ra với ổ cứng HDD 512GB hoặc SSD 120-256GB. Tùy chọn đắt tiền hơn, có thể là HDD 1TB cùng ổ SSD. Còn với smartphone Android 128GB đã là chuẩn phổ biến trên nhiều máy tầm trung. Ở phân khúc cao cấp, các hãng còn không ngại tăng lên mức 256GB hoặc là 512GB, tức là có thể dùng làm ổ cứng di động cũng tạm được. Năm 2018, một hãng Trung Quốc sẽ tung ra smartphone có 1TB bộ nhớ đầu tiên, Smart Tizen R1, và đến 2019, Samsung đã đưa ra tùy chọn 1TB lên làm bản cao nhất của S10 và Note 10. Trong năm 2020, không rõ có hãng Android nào muốn chạy đua về bộ nhớ hay không, nhưng có lẽ mức 128GB vẫn đang cân bằng tốt nhất cho cả nhu cầu sử dụng lẫn chi phí. Dù sao, người dùng vẫn còn nhiều biện pháp lưu trữ khác như đám mây, thẻ nhớ nếu máy có hỗ trợ, không cần thiết phải nâng lên 512GB hay là 1TB. Có những thông số nâng cấp được người dùng hưởng ứng như cái đầu tiên, tuy nhiên có một số vẫn bị hoài nghi, ví dụ như số 2, số 3 và số 4. Còn về không gian lưu trữ thì hiện nay người dùng có vẻ đang ít quan tâm tới, bởi vì hiện nay thì họ không còn quá lo lắng về không gian để có thể lưu trữ nữa rồi. Vậy còn các bạn sẽ là người hưởng ứng hay là hoài nghi về những thông số đang ngày một được cải tiến hơn ở trên những chiếc smartphone Android? Đừng quên để lại bình luận của mình ở phía dưới phần comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Đừng quên nữa là hãy để lại một like và một subscribe để ủng hộ VN Review nhé. Bye bye!